cái tải trọng quy của chúng ta làm việc ấy, cái tải trọng này nó chia ra là bốn mức quy của cái này, nó có hệ số KQ tương ứng được bốn mức 1, 2, 3, 4. Cái loại thứ nhất là tải trọng sử dụng luôn nhỏ hơn 0,125, nghĩa là nó bằng khoảng 1/6 quy định mức, nghĩa là quy một tấn của anh là 1/6 của một tấn của anh, thì này là làm việc nhẹ. Thời hạn kiểm định của anh này cũng sẽ được điều chỉnh ở mức cao nhất là 3 năm. Riêng cái này có nội dung rất là rõ. Còn trong quy trình kiểm định người ta nói chung thôi, chia ra, nhưng mà có cái dòng là theo quy trình nào, máy thiết bị nào có quy chuẩn và yêu cầu thực hiện thì sẽ là các quy chuẩn. Thứ hai là từ mức 0,125 cho đến 0,25 thì anh này là trung bình. Từ 0,25 cho đến 0,5 thì là thường xuyên. Và trên 0,5 thì là cái này nó lại là làm việc của chế độ bệnh nhân. Cái loại này là chỉ dưới 1 năm. Ngoài cái này ra thì nó còn có một nội dung nữa liên quan đến tải sử dụng quy, tức là tần suất sử dụng. Nghĩa là trong 1 năm anh sử dụng bao nhiêu ca, đúng không? Một ngày anh làm việc được 1 giờ chẳng hạn, một ngày anh làm 1 giờ, thế trong 1 năm chúng ta thông thường nó khoảng 320 ngày làm việc, 320 ngày nó ra cái số là giờ làm việc cho năm. Hai hệ số này được tính chọn nhân với nhau để lựa chọn cái thực tế đối chiếu hay là dạng nào. Ở đây chúng ta quan trọng nhất là cái này này, cái tải sử dụng này. Cái tải sử dụng này nó vừa nhanh quyết định khẩu thiết bị của xích thì mình nhanh dần dần. Nhưng mà chúng ta cũng chạy đến nhỏ từ cái này hết lên thì là máy. Nói như vậy thì cái anh là lên sử dụng 3 một tấn thì chúng ta nên nâng 5 tạ. Được chưa? Trong mọi trường hợp để cho an toàn thì không bao giờ quá 0,5. Đó là F với kép L tải trọng người an toàn. Do vậy khi các anh xác định nâng cái gì thì các anh chọn 3 năm là dựa vào cái này. Anh lựa chọn sang một cái là chúng ta phải đảm bảo ánh sáng đủ ánh sáng để nâng hạng hoặc chi truyền tải. Thế theo các anh thì thế nào là đủ ánh sáng? Quan sát rõ. Nhưng mà bây giờ chúng ta mắt chúng ta là chúng ta người thì mắt tinh, người thì mắt chưa tinh, nhưng thì có một ngưỡng nào để chúng ta có thể xác định được nó. Ở đây các anh có thể dùng một cái phương pháp là các anh dùng trên smartphone. Trên cái app của nó có cái là đo gần chính xác, nhưng nó là đo cái cường độ ánh sáng, nhưng đo là lux là vô quy trình giá trị mà chúng ta đo ở vị trí làm việc của chúng ta này này, ở giá trị là tối thiểu 300 lux đến 500 lux là phù hợp. Tại sao cái này như vậy? Nhỏ hơn 300 thì cái trạng thái nó là tối, nhưng mà lớn hơn 500 nó kết quả là ngoài 750 thì nó gọi là chói. Chói thì làm giảm khả năng quan sát của anh. Tối thì chúng ta không quan sát được. Thì cái giá trị này là đảm bảo đủ cái sáng này. Thì cái này là cần làm những anh mà quản lý kỹ thuật hoặc những ông chủ công trình hoặc những người xây dựng phương án tổ chức thi công thì anh lưu ý cho cái chỉ số này để chúng ta có những cái vị trí mà nó tối thì có hệ thống điện.
Bình thường trong thực tế chúng ta có thể không thể làm được. Tại sao vậy? Người quan sát ở trong nhà có hai cái trường hợp mà người ta khuyến khích ở trong quy chuẩn nói là cả hai người để làm hai cái động tác. Ở đây chúng ta là điều khiển ba điểm, mà chị là điều khiển từ xa hay là có dây? Ở đây ạ. Có dây. Cái thứ nhất là những người điều khiển của anh là mất một người chuyên dụng. Chúng ta của em đây. Một người là cơ bản là tập người điều khiển. Kể cả cuộc tải được xong rồi xong cái điều khiển. Nhưng mà cái thông thường người ta có xe hai người là một cái người nam hay là người móc tải xin nhan quan sát cảnh báo. Đây là người nhà này làm công việc. Người thứ hai là gì ạ? Về cái xin nhan cho cái tải này, người móc tải thì nó theo đúng quy định là phải có chương trình. Nếu cái công việc đào tạo không chương trình về vận hành máy thiết bị thì phải có giấy chứng nhận còn là được đào tạo của người móc hàng móc tải. Sáng nay thì ví dụ cũng nói với các anh rồi, các căng mắt rồi, điểm gan rồi. Tiếp theo là có biện pháp an toàn để đảm bảo cho người thiết bị. Biện pháp an toàn cho người. Thứ sáu là tổ chức khắc phục kịp thời các hư hỏng rất vậy. Thiết bị đang có sổ báo cáo bảo dưỡng định kỳ theo quy định của chế độ. Ở đây thì ba thì bảo dưỡng ba chiếc thì bao nhiêu lâu thì anh bảo dưỡng một lần? Năm một lần rồi. Một năm một lần. Bảo dưỡng. Bảo dưỡng. Bảo dưỡng thì bảo dưỡng thì khác sửa chứ đấy. Bảo dưỡng ba tháng một lần. Ba tháng một lần. Năm lần. Đi làm lần thì bảo dưỡng luôn. Bảo dưỡng thì chúng ta vệ sinh phía ngoài đúng không? Không phải lấy được vệ sinh. Bảo dưỡng là các anh phải tháo ra cái trong nhà này, các cơ của anh là anh phải vệ sinh dầu mỡ ở trong anh rửa sạch cho anh nhắc ra. Các anh kéo lại các cơ cấu nắp khăn khóa cái này. Bây giờ học cái là các anh với sắp là những cái việc đang kiểm tra được rồi, cái vỏ. Đấy không ạ? Các cái đấy các anh làm hết thì mới là bảo dưỡng. Nó ở phía ngoài thì chúng ta sẽ vệ sinh. Hai cái này là khác nhau, anh em mình vệ sinh cao. Thực ra thì một năm thì nếu mà thiết bị bằng máy ấy, thì cũng không có gì cả. Nhưng mà với những thiết bị mà anh em anh công trường lắp đặt ấy, thì cũng chú ý. Đấy, đặc biệt là khả năng trôi. Đấy, trôi khi mà nâng bật rất là quan trọng. Đấy, có sổ cho ca. Thì chúng ta làm việc mang đi đâu nó có theo suất. Ai vận hành đó. Có cái ngày để khi có cái trường hợp xấu, có cái ngày di giảm này, có con tay này. Thì cứ biết. Xong nếu không có cái sổ này này thì coi như anh đi vào anh không phải công. Anh gặp không giao nhiệm vụ. Bình thường thì rất vui vẻ, có sự vụ nó nói tay này. Anh gặp không trốn hết, nói nó khó lắm. Chúng ta biết theo dõi dài thì là được thân công của mình. Ta làm. Còn cái nữa này, người chịu trách nhiệm quản lý thuật và quản lý thứ hai này, được có lúc cũng như đấy, cũng như anh em vừa làm hiểu biết đúng rồi, một cái điều ba ở trong đây là ít nhất là tôi biết có anh Nhơn này, anh Thuấn này, anh Thuấn là một phần nào nhỉ? Anh là một phần nào nhỉ? Anh Đạo sửa gì nhỉ? Anh Đạo anh Nghiệp ở đây có bao nhiêu bác tổ trưởng ở đây? Tổ trưởng kia là nhiều các anh về trên này đó, không phải ban phải lưu ý đấy, không phải này là khi mà đứt xích ngã chơi biết chơi vào chân vào tay là ngoài nào rút tiền bài đâu, chúng ta có trách nhiệm đấy, chúng ta là quản lý không ra theo dõi phải như thế này. Khi sử dụng thiết bị năng trong bất kỳ trường nào cũng phải có người bảo hiểm, nói tóm lại như thế thì chúng ta sẽ có anh rồi. Cái này có anh lưu ý như này để chúng ta tìm được sẵn người và chúng ta sẵn chuẩn khi có sự cố xảy ra.
ra mà cơ quan điều tra vật lý thì cũng phải sống phải có hai ông. Còn mua đâu thì chúng ta vi phạm luôn rồi. Đó. Tất nhiên là nói thì nói thế nhưng mà người dân thì cần phải trông chờ cũng sẽ bị một người có lợi với khi cho hai người ra một người hết. Nhưng mà nâng những cái vật đơn giản ấy thì anh em mình cũng ok. Cái tài năng ấy còn cần công nhân điều khiển này phải đảm bảo các yêu cầu sau. Theo anh thì để với người như anh em mình nhau thì phải đảm bảo những cái điều kiện gì? Đối sang hai, thứ nhất là trên 18 tuổi, anh trên 18 tuổi hết thì có quan sát về hưu rồi. Đấy. Có đây là quy chuẩn bắt buộc nhé. Cái thứ hai là có đủ sức khỏe. Cái thứ ba là chuyên môn chúng ta làm được tất cả. Thứ tư, cái này rất quan trọng, phải được ra quyết định. Giám đốc NPS này phải ra quyết định cho người ấy được vận hành ban. Ví dụ nhóm này còn có anh A ở tổ ABC ở tổ gì đấy, anh YZ ở tổ nào đấy, được vận hành các loại ban lăng này, trưởng phân trưởng A, trưởng B, trưởng C. Cái này là anh luôn lưu ý là nếu chưa có thì sau cái lớp này khi có chứng chỉ thì anh chọn quyết định ban hành. Rõ như thế này là trong quyết định là có rõ luôn là chúng ta phải ban hành quyết định. Sau khi công nhân điều khiển lâm mà chuyển sang loại khác và quay lại làm việc thì chúng ta phải được bồi bổ kiến thức kiểm tra lại. Đấy là cái phần chung, đấy là cái phần thí là thi đấy, cái hết của mình nói. Tiếp theo là cái phần kiểm định, đó là đăng ký sử dụng. Đó là thiết bị đơn là chung. Đầu tiên là thiết bị mà mua về thì người ta chưa kiểm định lần nào, trước khi đi vào sử dụng sẽ được kiểm định, người ta gọi là kiểm định lần đầu. Dạ. Đến năm của trong cái tờ lần đầu tiên nó sẽ đi thì gọi là đi kề. Nhưng mà ở giữa trường chúng ta thì học thì đứt cái thay sinh gì đó không ạ? Thì nó có được. Nghĩa đến quy trình kiểm định nó sẽ có hai cái. Để ở riêng ba viện là quan điểm quy trình hành chính. Còn về ba cái tay thì là quy trình kiểm định bài. Các anh chuyển cái điện thoại sang trên của Zoom. Bài thi ngày mai cái giá của chúng ta
ta phải xem hướng dẫn chỉ